Dân quân Hồi giáo Syria xử tử quân nhân bị bắt. Kính thưa quý vị, tin tổng hợp. Video đưa lên Internet trong sáng nay cho thấy cảnh tàn bạo của dân quân Hồi giáo Syria thuộc mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Một người chỉ huy của Nusra đã từng phát súng lục bắn vào đầu của 11 người đang bị trói quỳ dưới đất. Vụ xử tử đầy máu lạnh được cho biết là đã diễn ra trong tỉnh Deir ez-Zor. Tên xử tử tuyên đọc phán quyết của một tòa án Hồi giáo ở Deir ez-Zor trước khi giết chết những quân nhân bị tuyên án và đã tàn sát người dân của Syria. Bọn dân quân Hồi giáo cặp cờ đen hô to, Chúa trời vĩ đại sau mỗi phát súng. Tên xử tử sau đó đã quay lại bắn thêm những phát súng khác để chắc chắn nạn nhân bị chết. Đây là khúc video xử tử thứ nhì của mặt trận Nusra. Một khúc video đưa lên Internet trong ngày hôm qua cho thấy là chúng xử tử ba người ở tỉnh Rakhwa đang do dân quân kiểm soát. Người lên tiếng trong video tuyên bố vụ xử tử nhằm để trả thù vụ tàn sát tại thị trấn Banias cách đây 2 tuần. Hình ảnh vụ tàn sát ở Banias cho thấy hàng chục thi hài bị chặt tay chân, trong đó có nhiều trẻ em để nằm trên đường phố. Việc xử tử tra tấn đã gia tăng ở Syria trong thời gian gần đây. Chiến tranh Syria đang bước vào năm thứ ba và Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết là cuộc chiến đã làm ít nhất 94.000 người thiệt mạng.